Ai khóc nỗi đau này. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel nha. Thì hôm nay là một buổi chiều rất là tuyệt vời nha mọi người. Mọi người xem cái khung cảnh xung quanh của hai anh em mình nha. Đây là làng World. Cái này là cái bãi đất trống trước nhà hơn nha. Thì hôm bữa giờ cũng có trò Bình mấy vụ mọi người. Mà giờ Bình nó nhăn nhó gì quá nên là bây giờ em có gì muốn nói mọi người không Bình? Có vậy, tôn gì tôn đạp lọt xong rồi tôn. Em bữa giờ em tức quá. Bây giờ bữa nay em phải kiếm gì chơi thì không được. Rồi ok thì thực sự là cái màn tròn hiện là mình với Bình là cũng nghĩ ra hồi sáng uống phơ thôi mọi người. Và hai anh em cũng đã bàn rất là kỹ rồi. Và bây giờ chỉ có đợi thằng Ashiheku thiện nó đi làm gì là nó ghé xuống đây là bắt đầu. Bây giờ nó cần xuống rồi đó. Bây giờ nó chỉ cần xuống cái là hai anh em mình sẽ cho nó nhiều người. Mọi người theo chân màn tròn mình nha. Lần đây sẽ là trời là gọi là gì ta? Thiện bớ bụng bầu chứ không phải là Bình bớ bóng bóng bay nữa nha mọi người. Let's go. Và lúc chờ mấy anh đầu chày đó tới thì anh em mình sẽ review mấy bò trước nhà mình nha mọi người. Đây review con bò đây nha. Đây là con bò. Đây là chân. Đây là cái gì vậy nặng? Nặng cái cụm bò luôn. Cái cụm bò mọi người. Quậy quá. Quậy nó đá thí mẹ luôn rồi. Coi nó nhìn kìa, nó nhìn kìa. Con này sát thủ dữ ta. Rờ đuôi bò. Ui giời thằng quỷ anh em nhìn sát ướp ai cặp vậy ông ơi. Nó xuống mình. Đâu nó. Ok mọi người thì rồi, giờ có tình nữa. Thằng Thiện đã xuống nha mọi người. Giờ mấy anh em mình chuẩn bị chơi một trò chơi rất là vui nha mọi người. Thiện heo. Chơi gì anh Hân? Chơi gì mà gọi ôm xồm mà gớ rồi đem xuống đây vậy? Đồ vậy đây là hôm nay anh tổ chức một trò chơi. Nhậu ấy. Không có, nhậu rồi tối nhậu. Đây bây giờ hôm nay anh sẽ tổ chức một trò chơi rồi mấy anh em mình vào vị trí đi. Xong rồi anh nói luôn. Bây giờ anh em nghe anh phổ biến màn trôi nhớ thấy như thế nào? Thấy gì trời chứ cứ bò khô vậy không à. Đồ. Trời ra đi không? Ui dù bò ngậu. Nhưng mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng đây nha mọi người. Đây nha, thằng sẽ dành phần thưởng cho mấy anh em nha. Thì đây nếu như ai thắng là anh còn được 4 xì rử. Đó ý danh sự á. Nhưng mà bây giờ tiền cho anh Không, cái tiền cho anh đó anh làm. Em cầm cho, em là người dẫn chương trình em cầm cho. Thì giờ, nhìn dẫn trình đưa đó. Đây là 4 xì rử nha mọi người. Thì giờ đó, lực chơi là anh đã thông báo với tụi em nãy giờ rồi đó. Thì anh phổ biến rồi, bây giờ tụi em xác định chơi thì ok thì chơi còn chơi thôi anh em giờ tém đưa tao đi nhậu. Đấy là không chơi cũng được tiền đúng không? Không dẹp mày đồ mày chơi mới được tiền giống chơi được tiền cái quần què. À giờ cao hóa xuống kìa, cao hóa xuống kìa. Yeah. Hóa heo đó. Đụng mà hóa ra hít quá thôi đơn. Đơn. Thử. Mày điên lấy tiền tao tự nhiên chia mà mày. Hóa 450. Tự nhiên tiền tao mà chia. Thử. Học đụng mày lỡ là không nói chung là do tình cờ không biết. Vô. Rồi bây giờ thằng nào bắt đầu trước đây? Vô đây chơi. Ok mọi người thì bây giờ là 4 đèo chày đã đầy đủ rồi nha mọi người. Hôm nay là đồng chí Hóa nha. Một thằng em mình. Thì bây giờ đã có 4 thằng rồi. Bây giờ cũng kẹt 4 thằng tao lấy lại 50 mẹ. Nói chung là người nào mà thắng thì sẽ được 4 chày đây nha mọi người. Chứ không thôi tự nhiên công 50 ngàn này đỡ buổi tối đúng không mẹ. Thì bây giờ là cái anh sẽ nói lại vừa cái cuộc chơi một lần nữa. Bây giờ anh sẽ tổ chức một chơi. Ai thắng sẽ được 4 chày đây. Nhưng mà đỡ mà lấy được 4 chày này thì phải trải qua được 3 cấp độ. Giữa cấp độ đầu tiên là hit không và cấp độ thứ hai là hit trên gớ và cấp độ thứ ba là hit trên gớ. Ở ngồi trước là gớ thấp, gớ này và ở ngồi sau là gớ cao này. Đó, gớ mình đã đang ngầu. Thật sự là cái cấp độ do tụi em anh không biết tụi em có biết rồi street quốc ao hay không chứ khi mà chúng ta hit đất á. Khi mà chúng ta hit đất nếu như mà chân sau mà nó cao hơn chân trước á thì cái lực nó sẽ dội xuống nha. Tao nhường mình kia nha. Sao bây giờ mấy anh bay sẵn sàng chưa? Bây giờ anh sẽ cho tụi em tự xác định là thằng nào hít trước này hít sau luôn. Nhanh. Được, mình bông bóng bay. Không. Hít theo kẹp nha. Cứ một lần là hai thằng, một lần là hai kẹp. Ngộn ba bó tiền mày. Giấu. Quân. Đi. Bây giờ hai đứa bé kẹp nhanh đi. Thằng nào với nào nhanh. Ta nhân mình hả? Làng mình với mình như ngón kẹp đúng không? Em nhân mập đây. Rồi còn hai đánh kẹp đâu đúng không? Nói chung là người nào vượt qua được hết 3 vòng thi và nhiều hít được nhiều cái ở vòng số 3 nhất là chiến thắng được cho. Được. Lần đầu tiên sẽ là hít 15 cái hit đó, lần thứ hai sẽ là 15 cái hit đó và lần thứ ba là người nào hit được nhiều nhất người ta thắng được chưa? Okay, let's go. Rồi vô. Ok mọi người thì không đợi cho chúng ta đợi lâu, bây giờ phải đeo 4 thành viên phải đeo thi nha mọi người. Hit đất 15 cái đầu tiên đúng form đàng hoàng theo cái kiểu series quốc ao khi mà chúng ta hit đất nha. Vô. 15 cái nha mọi người. Khởi động cho mọi người. Vô.
1 2 10 cái sao được không? Thì 10 cái thì em thua. 2 cơ. 3 em nói chuyện mà. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ok mọi người, là bốn thanh niên đã vượt qua được cái vòng đầu tiên nha mọi người. Là không, ok, đây là mấy em chỉ mới có vượt qua được cái vòng đầu tiên thôi. Đó là hoàn thành trận đầu tiên. Bây giờ chúng ta vào cái trận thứ hai nha mọi người. Ok mọi người, thì bây giờ bốn em đã vượt qua được cái màn thử thách đầu tiên. Bây giờ tới màn thử thách thứ hai nha mọi người. Đó là hít và đỡ hai cái chân sau lên cái gớ cao nha. Tao chưa từng kia. Anh chị. Mấy có gì với mày? Tao chưa từng kia có gì với mày? Xong chưa? Xong chưa? Yeah, đây là bé gạo nha mọi người. Yeah yeah yeah, gãy mình nha. Rồi ok. Bây giờ bốn em vào vị trí nha, vào vị trí. Vào vị trí nhanh khi nào nó hô. Bắt đầu là bắt đầu tính đó. Xong chưa? Bốn chị của em rồi. Dù phải hạ được không? Rồi, 1 2 3. 1 2. Ráng cố gắng đi, tối nay sẽ có gái đẹp. 3 4. Buổi tối nay đi ngọc bích nha. 5 6 7 8 9 5 cái nữa. 10 không đây. Đứa nào mà lo nó là thua á. Nó là thua. Nói chung là cái màn thử thách thứ hai. Được. Lộn tao giảm được. Cái này là ăn chung trong quỷ mà. Ok người này không vẫn có đỡ tiền này mọi người. Ok thì bây giờ là đã vượt qua lần thứ hai rồi nha. Bây giờ là sẽ là cái màn quyết định nè. Bây giờ ai hít nhiều ở trong cái màn này sẽ thắng, nhưng mà bây giờ sẽ chia thành cặp, hai người hít trước hai người hít sau, cho giờ không đủ đó nha. Ok mọi người, thì bây giờ là cái vòng chung kết nha mọi người. Thì bây giờ là hai người sẽ chơi một lượt. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu hít nha. Cái gớ này là gớ thấp và gớ ngoài sau là gớ cao nha mọi người. Thì cái lực nó sẽ dùng về trước và nó rất là nặng. Người nào hít được nhiều nhất sẽ là người sẽ thắng từ mình từ từ nha. Ít nếu giả là em không được tính đáng chịu. Được chưa? Một hít đi. Một thằng nào hít được nhiều thì đó chiến thắng nha. Xuống đúng form đàng hoàng nha, yêu cầu đúng form nha. Hai chứ, lâu chưa lên. Hai ba ơi, cho ngưng form mày. Ba đâu mình nấu nữa không? Mình là bố hả? Bố cố lên mình, cố lên. Năm cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Sáu Cô lên. Ok mọi người, thanh niên của ba thì được 3 cái, còn thanh niên bình là được 6 cái nhiều người. Bây giờ không biết là Thiện và Tình sẽ như thế nào đây. Bây giờ chúng ta vào cái hiệp thứ hai nha. Bây giờ là cái phần thi của Thiện và Tình nha. Bây giờ sau khi phần thi đây mà ai thắng là lấy tiền, mấy anh em mình đi nhậu luôn. Vô, vào vị trí. Đây là hai cái này, đây hai cái, đây một cái. Đồn quá sao bây giờ sao, mà, sao, sao mình thấy hứng khởi không ngừng. Này một một thế là chưa. Đừng, mình tới đấy mình lên. Em nói rồi. Hai đồn đồn ý tiếp đâu. Cái thứ hai đúng không? Rồi tiếp nè. Ba đầu anh thì anh thiện sao đây là nên cãi nhau nóng đầu hơn được rồi. Bốn mày ráng chết đẹp không? Ui dù trời, bỏ cái gì vậy mình? Bỏ cho nó mạnh, cho nó hít trời lên. Năm tôi chơi lại mình ở gì đâu. Bỏ tôi gì nhiều chứ mày chơi lại mày. Ai khóc nỗi đau này. Đồ trời thua rồi hả? Thấy cái nào thua mẹ. Chứ mày lấy cái bột gì đấy mà tha này mày có chảy thì không? Bộ nó bỏ cái gì xuống thế này. Mà mày hít được mấy cái. Đây là hàng tránh hít vô là nó phơ tấu đây là nó đi bay. Em ăn nó hả? Nem cái nấy cháu cái mà mày nói mày. Em ăn hả? Em biết em lấy tiền hả? Quá đụng mày luôn. Nói nem cái mà lấy tiền kìa thì không? Em lấy tiền em ăn hả? Quái quá đậu mẹ mày tiền gì lấy đậu mẹ mày tao thấy năm cái mà tao lấy mà quá chết rồi. Ấy là mày hít mấy cái mà lấy tiền
Em biết 5 cái. Nên em gái chuyện nghe một mình hết cái mà. Sao cái em không cái chưa? Đéo gì đó. Mày. Đó hai đứa em chụp được chưa? Đúng rồi. Lụt. Đủ quá luôn hai. Gói đủ. Giỡn mày lên cho bay. Lụt. Rồi. Em biết à, em anh. Em một cái, em một cái nó mới hai cái. Nhưng mà sao tự nhiên mày hắc nó vậy? Em hắc đâu? Đồ mày giống coi. Đồ mày thanh niên. Ngược quay nhìn quay. Đồ mày làm gì giỡn thế mà anh trời mày. Cho nó dọc vào giờ đúng xanh luôn. Hey. Lâu ông mẹ anh em giỡn rồi là đồ quá. Vậy là mày quý đây thoát chết nè. Đồ mày giỡn mà lộn ra một cái dưới. Má là mà sao mày giật trời vậy mày. Giật vậy thì cũng ai giật cho em đỡ em ấy sao trời được không. Ủa chứ mày lấy đâu ra cái đó vậy. Nãy chị Yên mà bọn anh canh đó. Lâm trộn mà thâu tao quỳ tao lẹ hàng đây luôn á. Đồ mày giỡn cái gì giờ cho nó 50 đồ xanh. Tao mà nếu chị nói trước tao. Ủa mày biết luôn vậy. Quay rồi vậy thôi giờ bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ thôi mà. Không bây giờ thôi giờ mấy lên nhà mình cho nó hai xị. Không bại. Nói chung là đừng tiền bạc gì giờ mấy anh em mình giờ tám xe lên rủ nó nhậu được không? Không. Mấy anh em mình ra lấy cái nhậu đâu mà đủ. Thì đủ ra lên người làm trai. Lấy giống vơi. Đây là có liếu liều không? Có. Thôi vậy mình về tắm rửa lên nhà nó. Ok mọi người. Buổi chiều mát hôm nay thì mấy anh em mình thực sự là làm một màn tròn, thực sự là nói thật với anh Tình luôn nha, là anh chỉ có làm giỡn là làm màn tròn kéo đó ra thầu mà ai ngờ thì Quý Bình Dương thì Cuba nó nghĩ ra màn tròn sao mà đủ nó lấy tiền cái đó nó giục mạch thì thực sự là anh bất ngờ luôn. Giải tiền là mấy anh em lên thì giờ mấy anh em mình đi nhậu chứ giờ sao không giàu anh tiền anh bó cho mấy anh em còn thương cái đó em ăn mà giải tiền cũng đâu gạo sữa mày hai quần gương đó chuyện anh gì tất cả nhiều người. Ok mọi người, thì cái màn trôn mấy anh em mình dành cho thằng Thiện cũng đã khép lại tại đây. Vì giờ là mấy anh em mình sẽ đi tắm rửa và lên nhà thì mấy anh em mình đi uống nước mía nha mọi người. Nhậu đi, rau không được nữa, uống nhậu nhưng mà gốc. Mà quên sao được. Điều liều cho mình tiền đây. Điều liều. Sống một thử rằng gạo mình cùng cho mình tiền ăn mà. Không, bãi gạo đang tăng. Mình như vậy, đủ không con quần kia. Đồ má chất nữa mọi người, giờ sao coi hai tiền quần. Thầu bất độ 35 không vậy rồi, tự nhiên vậy tao móc 4 chạy vậy. 4 triệu rưỡi vậy. Thầy đó, ủa trời á.